Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của động đất khá nông, chỉ ở độ sâu 10 km. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã có 13 người thiệt mạng tại tỉnh Erzincan, nơi xảy ra động đất, trong khi 5 người khác thiệt mạng tại tỉnh Malatya. Nhiều tòa nhà cũng bị sập sau động đất. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm khoảng 30 người bị vùi lấp trong đống đổ nát, trong khi công tác khắc phục hậu quả cũng được khẩn trương tiến hành. Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá trận động đất vừa qua xảy ra ở mức độ 3, đồng nghĩa với việc kêu gọi một phản ứng trên toàn quốc, nhưng chưa cần tới sự hỗ trợ của quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên đường đứt gãy lớn trên bề mặt trái đất và rất dễ xảy ra động đất. Năm 1999, một trận động đất có độ lớn 7,4 ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến hơn 17.000 người thiệt mạng.